con? Để cả thế giới biết con. Đúng rồi. Tối này là giờ nó bỏ YouTube luôn. Đó là bỏ YouTube. Này mấy người phi ra không phải nói là ai muốn nói thì nói à. Nói đi. Hai. Nè. Thơm ra bên kia kìa, cái bông này. Ủa giờ đi bắt ốc hay đi đóng cái phim vậy? Đóng phim đi. Mình vô hết đi buồn. Rồi đây, let's go. Let's go, go. Con như lẹ chợp vậy. Thôi từ từ chụp lại. Lớn rồi. Rồi. Nó đi chưa có tấm hình là ngồi đây quay Facebook mà. Mình chứ là tấm hình chụp 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 mình. Rồi, tắt máy cái. Ốc đâu? Hả? Đến đi bắt ốc đâu? Đây nè. Bắt được con cá bự quá trời nè. Được mà về mở coi, nhưng mà nhà tao phải có dây mà mở mới được. Thằng Mi cũng có vậy. Thank you.
đi em ơi. Đây. Nhỏ quá, có mà nhỏ. Anh là sai. Này anh là sai vô. Nhỏ quá. Quá trời luôn. Nhiều lắm. Nghĩ anh là sai vô, anh là sai á. Chưa dành thanh có mà không biết coi đem theo không biết hả? Đứng. Đúng rồi đó, đứng lắc lắc vậy đó, ngồi là có à. Ủa, quá trời luôn á, nhiều lắm á. Ồ, nó nổi lên trên luôn kìa. Ở này có cái rổ xúc rổ sàn sàn á. Nãy xe đầy quá đâu có dỗ được đâu, nãy lấy rồi. Cái này có cái rổ sàn bắt đã. Nãy đem theo rồi nhưng xe chặt quá bỏ không được. Đồ đặt lên mới rồi. Ở đó mày nó chạy ra đó. Coi là một bọc luôn kìa, thấy không? Có bọc không? Có bọc đựng không? Có gì đựng không? Trời ơi quá trời trắng trắng nước luôn kìa. Nhỏ. Giờ Thanh cho nó lấy đồ rồi. Wow bà Yến. Có lấy lên Thanh lên lấy cái bọc rồi. Đi mà bắt nhiều không thấy lạnh. Bắt không có gì thấy lạnh. Hả? Ủa?
trời luôn. Quá trời luôn. Cái cuốn là dính gà, nó có cái lon á. Dạ dạ dạ. Tại sao không bỏ vô trong cái thùng bỏ vô đó? Nãy không có, nãy đâu biết đâu. Hả? Quá trời luôn nè. À. Dưới giò quá trời luôn. Ôi trời ơi. Này nè, dưới giò quá trời luôn, dưới giò là quá trời luôn á. Ờ. Nhiều lắm. Lên. Dưới giò tao quá trời vậy nè. Mày thò dưới mắt nào, tao lấy một đống dưới á. À. Quá trời, đứng đây một bắn một coi coi là quá luôn à. Ô da, quá trời luôn à. Tỏi à. Đứng chỗ này bắt thôi, đừng đi đâu hết, vòng vòng đây nè. Quá trời luôn. À, đứng. Con này đi xa chút nữa. Cái này mà có rổ á, để xuống á, nó chạy ra cái nó dướng vô rổ. Ồ, quá trời nè, quá trời, quá trời, quá trời, quá trời nè, ốc thôi nè. Ú, ốc nè. Này video nè. Thank you.
nghêu này đỏ nè. Nghêu đen nghe người nghe thường rồi, còn nghêu đỏ là. Đủ nấu rồi cháo chưa? Có nắng lên rồi đó, ấm rồi đó, có nắng rồi ấm rồi đó. Oh!
Dơ bọc lên luôn. Dơ bọc lên á. Bọc mày thấy trông rõ, thấy rõ nè. Về luộc ăn chắc còn thúi nữa. Cái gì luộc làm gì? Này muốn ăn phải họ mày có cái gì đựng nước không? Phải ngâm nước. Ngâm nước về, đổ nước ở trong đi. Có ghẹ nè. Lẹ ha, chôn thấy mình có chui liền. Wow, trắng à. Wow, ở đây trắng hết rồi, vỏ không hay sao vậy? Được cái con gì không? Hả? Đó, đứng đúng ra, đúng luôn, đúng đúng ra, đúng đúng ra, đúng đúng ra. Wow, nó rút mạnh ghê á. Bây giờ kêu Phương xuống bắt. Chui xuống khỏi cần đi đâu xa, đứng chỗ mà bắt. Đủ nồi cháo rồi. Ra
xả nước tắm đi, tắm đi, rồi ra phơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếng chuyện với ông này không? Đi chợ chưa cho đó. Không. Chưa không có mua thịt đó, không mua gì, mua cho con trước. Hủ. Mua. Đó. Tại giờ Phước ăn chay với ông, ăn chay có biểu với ông là cái Phước nó tới chưa chưa đó. Mấy ông không nhớ bà, nhớ Phương không à? Vậy hả? Lát không có chia được cái ai món này không nha. Không nhớ. Ông nào mà thọ tay dưới góc nó kẻ. Cái này có rửa không vậy? Mốt mà lên trên trạng thấy mấy ông này mà cứ bơi dưới mình nhớ. Anh cái này có phải kiểu như là hầm. Nhưng mà phải rửa cái này. Trời ơi, coi mắt xét cho coi coi cầm nó lại. Làm sao nó bé rồi. Mới muốn về là cái nào như không bé đấy. Không, nhưng mà cái này nó có đồ 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 nè đó. Đồ cái bao rồi, chứ đâu phải là đồ cầm nó nhẹ. Nhẹ. Mua đâu? Ở chỗ nào quê hay gì đó, đó mình mua mua mua. Mình ăn thịt thích chân, cái Phương ăn cái tàu dưới.
chia đi. Chia. Ok. Chia. Ok, chúc sức khỏe, chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Coi như là 20 năm gặp lại. Mấy bà chúc chia kìa, ok. Bữa cơm bình dân nha. Bữa cơm thân mật. À, bữa cơm thân mật vậy. Còn nói với lô bà gái, Thấy Kiều, Thanh với Hà bữa nay cho cơ hội vô ngồi để ăn chung với bạn bè. Thấy Kiều vậy lắm á. Angry would like to say thank you for coming. Thank you.